Kính thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 2020, Quang Nhật xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thời sự buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5 và sau đây là những tin nổi bật nhất. New Zealand gia hạn chiến dịch cấm xoay quanh coronavirus tại thành phố Auckland. Đường ống dẫn hơi nước phát nổ gây nên tình trạng nguy hiểm ở Syria. Chương trình được bảo trợ bởi Royal Red Rashi, món quà từ tạo hóa, tinh túy từ thiên nhiên, 714-316-5999 và 888-414-5678. Nationwide is on your side. Và bây giờ xin mời quý vị đến với những bản tin chi tiết mở đầu là phần thế giới cùng với Quang Nhật. Bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới cho biết New Zealand gia hạn dự định cấm xoay quanh coronavirus tại thành phố Auckland. Thể theo sắc lệnh mới, những lệnh cấm liên quan tới coronavirus đã chính thức được kéo dài tại thành phố Auckland của New Zealand, nơi được mệnh danh có nhiều dân cư sinh sống nhất trên toàn quốc, nhằm mục đích giúp cho chính phủ có thêm thời gian đối phó với đại dịch COVID-19. Và điều này đồng nghĩa với việc các lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến tối Chủ nhật 30 tháng 8. Tuy nhiên, thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào những diễn biến tiếp theo. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày thứ Hai 24 tháng 8, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết tất cả những người dân đều phải đeo mặt nạ và giữ khoảng cách đối với phương khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng sau khi tỷ lệ lây nhiễm đột ngột leo thang trong 2 tuần lễ. Cuộc sống của 1.7 triệu cư dân Auckland đang bị đảo lộn vì các cơ sở thương mại và trường học phải đóng cửa giống như hồi đầu năm. Vẫn là tin thế giới, đường ống dẫn hơi đốt phát nổ gây nên tình trạng cúp điện ở Syria. Đường ống dẫn hơi đốt Arab Gas Pipeline đã bị hư hại nặng nề sau vụ nổ lớn gây nên tình trạng cúp điện ở tại Syria. Thông tin điều tra sơ khởi cho thấy đây có thể là một màn tấn công khủng bố, nhưng đến nay thì vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành vụ việc này. Ngoài ra cũng không có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Trong một phát biểu đưa ra trên đài truyền hình thì Bộ trưởng Năng lượng Syria cho biết vụ nổ đã xảy ra giữa hai thị trấn Ad-Damar và Ara thuộc phía tây bắc thủ đô Damascus. Nhiều chuyên gia đã được phái đến để sửa chữa và phải mất nhiều tiếng đồng hồ thì các thành phố trong khu vực mới bắt đầu có điện trở lại. Hồi năm 2013, tại Syria thường xuyên xảy ra tình trạng cúp điện vì những màn pháo kích đường ống dẫn hơi đốt Arab Gas Pipeline có chiều dài từ Ai Cập tới Jordan và Syria. Quay sang một bản tin khác, tin các bên tham chiến tại Syria gặp nhau tại Geneva. Kính thưa quý vị, các thành viên đại diện cho quân chính phủ và phe đối lập Syria vào ngày thứ Hai 24 tháng 8 đã nhóm họp tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ để tìm kiếm những giải pháp hòa bình nhằm mục đích kết thúc cuộc nội chiến kéo dài suốt gần một thập niên vừa qua. Cuộc gặp gỡ đã được lên Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức dưới sự chủ tọa của đặc phái viên Jay Dixon. Hồi tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từng đồng ý cung cấp hàng viện trợ cho Syria thông qua cửa khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, một ngày sau khi kết thúc sứ mệnh nhân đạo kéo dài hơn nửa thập niên. Trước đây, thì Liên Hợp Quốc cùng từng kêu gọi các quốc gia chung tay giúp đỡ cho những người Syria kém may mắn với số tiền lên đến 10 tỷ Mỹ Kim. Tiếp theo là tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du sang Jerusalem để gặp các vị Bộ trưởng Israel. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày thứ Hai 24 tháng 8 đã đặt chân tới vùng thánh địa Jerusalem để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cùng với người đồng nhiệm Gabi Ashkenazi để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang ngày một leo thang trong khu vực.
vì các vụ bê bối mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt cho đến mối quan hệ rạn nứt với cộng đồng người Palestine. Trong buổi sáng cùng ngày, ông Pompeo đã cam kết xem Israel là mối quan tâm hàng đầu, cho dù phía Washington có ký kết vào các thỏa thuận mua bán vũ khí với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE do Hoa Kỳ làm trung gian, đã chính thức có hiệu lực vào ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, đã xảy ra một số vấn đề khi UAE bày tỏ mong muốn mua chiến đấu cơ F-35 từ Washington. Ngoài Israel, Ngoại trưởng Mike Pompeo còn công du sang Sudan, UAE và Bahrain. Tiếp theo là tin đánh bom khiến cho 13 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương ở Philippines. Một vụ đánh bom khủng bố vào ngày thứ Hai 24 tháng 8 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người và đồng thời đã khiến hơn 70 người khác bị thương tích ở phía nam của Philippines, trong đó bao gồm nhiều thường dân và binh sĩ. Mặc dù vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đẫm máu này, nhưng giới chức trách nghi ngờ thủ phạm là nhóm phiến quân khủng bố Abu Sayyaf, vốn từng tuyên bố trung thành với phe ISIS ở Trung Đông. Vụ việc đã xảy ra trên đảo Solo, nhắm mục tiêu vào hai chiếc xe quân sự. Những hình ảnh do đài truyền hình cung cấp đã cho thấy cảnh tượng nhiều thi thể đang nằm bất động trên đường, do có vài người đang lâm vào tình trạng nguy kịch, nên số người chết được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày tới đây. Nhóm Abu Sayyaf là một tổ chức ly khai khét tiếng ở tại Philippines kể từ năm 1990 cho đến nay. Họ đã thực hiện nhiều vụ đánh bom và bắt cóc tống tiền tại quốc gia Đông Nam Á này. Kính thưa quý vị, tin từ Ấn Độ, sập nhà đã khiến hơn 90 người bị mắc kẹt tại Ấn Độ. Tiến trình giải cứu và tìm kiếm hiện đang tiếp diễn sau vụ tai nạn sập nhà tại Ấn Độ vào ngày thứ Hai 24 tháng 8 vừa qua. Theo truyền thông địa phương cho biết thì tòa nhà cao tầng đã bất ngờ sụp đổ tại tiểu bang Maharashtra, đông người sinh sống, có đến 28 người đã được giải cứu, nhưng vẫn còn hàng chục người khác bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Và tính đến nay thì vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương vong. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, chính quyền địa phương nói rằng có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài thì đống đổ nát mới được dọn dẹp xong. Tiến trình giải cứu đang bị trì hoãn vì những cơn mưa nặng hạt. Tiểu bang Maharashtra, tọa lạc cách thành phố Mumbai của Ấn Độ khoảng 125 dặm về hướng nam. Nguyên nhân gây ra vụ sập nhà đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của chúng tôi. Xin quý vị tiếp tục giữ bản tin 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống tiếp theo.